Cô chào các con, hôm nay cô và con trở lại học môn điện từ và câu. Bài liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nói trong sách tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 97, tuần 27. Trước khi vào bài mới, cô muốn ôn lại các kiến thức cũ của các con để giúp cho các con nhớ lại. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống? A. Phong tục và tập quán của tổ tiên ông bà. B. Cách sống và nếp nghĩ của nhiều người ở địa phương khác nhau. C. Lối sống và nếp nghĩ đã được hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Dòng nào nếu đúng nghĩa của từ truyền thống? Cô cho các con một phút suy nghĩ và nhớ lại. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Dòng nếu đúng nghĩa của từ truyền thống là lối sống và nếp nghĩ đã được hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đáp án C các con nhé. Hai, đặt câu với từ truyền thống. Ở cách tiết trước cô đã chỉ cho các con cách đặt câu với từ truyền thống rồi, bây giờ cô chỉ nhắc lại. Câu thứ nhất, nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn. Câu thứ hai, chúng ta là con cháu của vua Hùng phải có truyền thống dựng nước và giữ nước. Cô tin rằng các con đặt được câu với từ truyền thống. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 3. Em hãy đọc một số câu tục ngữ hoặc ca dao nói về lao động cần cù của nhân dân ta. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Đọc một số câu tục ngữ hoặc ca dao nói về cái gì các con? Về lao động cần cù của nhân dân ta. Cô cho các con 2 phút suy nghĩ. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Câu tục ngữ hoặc ca dao nói về lao động cần cù của nhân dân ta là: cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa rừng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Ở câu tục ngữ hoặc ca dao này cho ta thấy được nỗi vất vả gian truân của nghề nông để làm ra hạt gạo nuôi sống cho mọi người. Vì thế khi các con ăn cần phải nhớ đến những người đã làm ra hạt gạo. Vậy khi ăn các con Phật cần phải ăn hết cơm, không được bỏ thừa các con nhé. Câu tục ngữ ca dao tiếp theo: có công bày sắp có ngày nên kim. Ở câu tục ngữ ca dao này khuyên chúng ta nên chăm chỉ cần cù thì sẽ có ngày thành công, sẽ có một kết quả tốt. Còn rất nhiều câu tục ngữ ca dao cũng nói về lao động cần cù nữa. Các con về nhà sưu tầm thêm các con nhé. Cô và các con vừa ôn lại kiến thức cũ. Bây giờ chúng ta sang bài học của ngày hôm nay. Bài học hôm nay chúng ta cần nắm 3 phần. Phần thứ nhất nhận xét, phần thứ hai ghi nhớ và phần thứ ba luyện tập. Bây giờ cô và các con sang phần thứ nhất, nhận xét. Các con mở sách trang 97 cùng dò bài với cô. Bài tập 1. Miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà ai cũng miêu tả giống nhau thì không ai thích đọc. Vì vậy, ngay trong quan sát để miêu tả, người viết phải tìm ra cái mới, cái riêng theo Phạm Hổ. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Mỗi từ ngữ được in đậm dưới đây có tác dụng gì? Vì trong đoạn văn này có mấy câu các con? Trong đoạn văn này có 2 câu. Câu thứ nhất, miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà ai cũng miêu tả giống nhau thì không ai thích đọc. Câu thứ hai, vì vậy ngay trong quan sát để miêu tả, người viết phải tìm ra cái mới, cái riêng. Từ in đậm trong đoạn văn này là từ nào? Là từ hoặc và từ vì vậy. Vậy mỗi từ in đậm này có tác dụng gì? Cô cho các con 2 phút suy nghĩ. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Từ in đậm ở câu thứ nhất là từ hoặc. Vậy từ hoặc này có tác dụng gì? Nối từ. Nối từ nào các con? Nối từ em bé với từ chú mèo. Cô nhắc lại. Từ hoặc có tác dụng nối từ em bé với từ chú mèo. Còn cụm từ vì vậy? Có tác dụng gì?
có tác dụng nối câu. Nối câu nào các con? Nối câu 1 với câu 2 các con nhé. Cô nhắc lại một lần nữa. Cụm từ vì vậy là để nối câu. Nối câu nào? Câu 1 với câu 2 các con nhé. Chọn những từ ngữ thích hợp thay thế cho cụm từ vì vậy để giúp cho các con giải quyết được yêu cầu này. Cô sẽ cung cấp cho các con một số từ để các con có thể thay thế cho cụm từ vì vậy. Đó là từ vì thế, cho nên, nhưng, tuy nhiên. Nhưng các con phải lựa chọn từ ngữ thích hợp nào để có thể thay thế cho cụm từ vì vậy được. Cô cho các con một phút suy nghĩ. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Các từ có thể thay thế cho cụm từ vì vậy là từ vì thế, cho nên. Bây giờ chúng ta sang bài tập 2. Tìm thêm những từ ngữ mà em biết có tác dụng giống như cụm từ vì vậy ở đoạn văn trên. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Tìm thêm những từ ngữ có tác dụng giống như cụm từ vì vậy. Cô cho các con một phút suy nghĩ. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Những từ ngữ có tác dụng nói giống cụm từ vì vậy là cho nên, vì thế, do đó, tuy nhiên, mặc dù, nhưng, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác. Đây là những từ ngữ có tác dụng nối giống như cụm từ vì vậy. Vậy, việc liên kết câu bằng từ ngữ nối có tác dụng gì? Cô cho các con một phút suy nghĩ. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Liên kết câu bằng từ ngữ nối là dùng các từ ngữ có tác dụng kết nối để liên kết các câu, các đoạn trong bài. Vậy, để thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu trong bài, ta có thể liên kết các câu ấy như thế nào? Cô cho các con một phút suy nghĩ. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Để thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu trong bài, ta có thể liên kết các câu ấy bằng quan hệ từ hoặc một số từ ngữ có tác dụng nối kết như nhưng, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, trái lại, đồng thời. Đây là 8 từ ngữ có tác dụng nối kết. Đây cũng chính là phần ghi nhớ. Phần ghi nhớ này rất là quan trọng. Cô mong rằng các con cố gắng về nhà học thuộc, giúp cho các con vận dụng giải bài tập được tốt hơn. Bây giờ chúng ta sang phần ba la mã luyện tập. Bài 1. Đọc bài văn qua những mùa qua, tìm các từ ngữ có tác dụng nối và giải thích từ ngữ đó có tác dụng nối câu, nối đoạn như thế nào. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Tìm các từ ngữ có tác dụng nối và giải thích từ ngữ đó có tác dụng nối câu, nối đoạn như thế nào. Các con lật sách tiếng Việt trang 98 cùng dò bài với cô. Qua những mùa qua. Trên con đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ hồ Gươm. Lúc có bạn thì chuyện trò tiếu tích, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài. Vì thế tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Rồi bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia. Chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời. Như khi lửa ở cây gạo sắp lụi thì nó lại bén sang những cây vông cầm cầu thê hút. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư. Đến tháng 5 thì những cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy tiếp cuộc chạy tiếp sức của các loài hoa trong thành phố
báo hiệu những ngày nghỉ hè thoải mái của chúng tôi sắp đến. Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sách khoa như muốn giảm đi độ chói chang của mình. Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vong như gạo. Đến cái anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím. Sang đến anh hoa muồng thì đã ngã hẳn sang sắc vàng chanh. Nhưng nói chung đó toàn là những màu sắc rực rỡ như muốn phô hết ra ngoài. Mãi đến năm nay khi đã lên lớp 5, đã người lớn hơn một tí, tôi mới nhận ra hoa xấu. Những chùm hoa nhỏ xíu, sắc chỉ hơi hoe vàng, chìm lửng vào từng đợt lá non lẫn với màu nắng dịu. Đến khi các loài hoa rực rỡ như hoa gạo, vong, phượng, bằng lăng, muồng đã kéo quân qua bầu trời Hà Nội, cây sấu trước nhà tôi mới lấp ló những chùm quả xanh giòn, rồi sau đó quả chín, những quả chín vừa ngọt vừa chua, ngọt một cách e dè khiêm tốn như tính tình hoa sấu vậy, theo Văn Long. Đoạn văn qua những mùa qua có bao nhiêu đoạn? B. Đoạn văn có bao nhiêu câu? Cô cho các con một phút suy nghĩ. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Đoạn văn qua những mùa qua có 7 đoạn. Đoạn văn này có 16 câu các con nhé. Câu thứ nhất: trên con đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ hồ Gươm. Câu thứ hai: lúc có bạn thì chuyện trò tiểu tích, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Câu thứ ba: nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài. Câu thứ tư: vì thế tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Câu thứ năm: gọi bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia. Chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời. Câu thứ sáu: nhưng khi lửa ở cây gạo sắp lụi thì nó lại bén sang những cây vong cạnh cầu thê hút. Câu thứ bảy: rồi thì cả một bãi vong lại bừng lên đỏ gay đỏ gắt suốt cả tháng tư. Câu thứ tám: đến tháng năm thì những cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy tiếp cuộc chạy tiếp sức của các loài hoa trong thành phố, báo hiệu những ngày nghỉ hè thoải mái của chúng tôi sắp đến. Câu thứ 9: nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang của mình. Câu thứ 10: hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vong như gạo. Câu 11: đến cái anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím. Câu 12: sang đến anh hoa muồng thì đã ngã hẳn sang sắc vàng chanh. Câu 13: nhưng nói chung đó toàn là những màu sắc rực rỡ như muốn phô hết ra ngoài. Câu 14: mãi đến năm nay khi đã lên lớp 5, đã người lớn hơn một tí, tôi mới nhận ra hoa xấu. Những chùm hoa nhỏ xíu, sắc chỉ hơi hoe vàng, chìm lửng vào từng đợt lá non lẫn với màu nắng dịu. Câu 15: đến khi các loài hoa rực rỡ như hoa gạo, vong, phượng, bằng lăng, muồng đã kéo quân qua bầu trời Hà Nội, cây sấu trước cửa nhà tôi mới lấp ló những chùm quả xanh giòn. Câu 16 là câu còn lại các con nhé. Bây giờ cô cho các con suy nghĩ 3 phút để tìm các từ ngữ có tác dụng nói trong đoạn văn này. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Ở câu thứ nhất và câu thứ hai không có từ ngữ nói.
Câu thứ ba, từ ngữ nói là từ nhưng, các con nhé. Vậy từ nhưng này nối câu 3 với câu 2. Còn câu 4 và câu 5, từ ngữ nói là từ nào? Từ ngữ nói là từ vì thế. Câu 5, từ ngữ nói là từ rồi. Từ vì thế nối câu 4 với câu 3, nối đoạn 2 với đoạn 1. Từ rồi nối câu 5 với câu 4, các con nhé. Bây giờ câu 6 và câu 7, từ ngữ nói là từ nào? Câu 6 là từ nhân, câu 7 là từ rồi. Từ ngữ nói có tác dụng nói như thế nào? Nhưng nói câu 6 với câu 5, nói đoạn 3 với đoạn 2, rồi nói câu 7 với câu 6, các con nhé. Câu 8, từ ngữ nói là từ nào? Là từ đến. Đến nói câu 8 với câu 7, nói đoạn 4 với đoạn 3. Câu 9, câu 10 không có từ ngữ nói. Câu 11, từ ngữ nói là từ nào? Từ đến, các con nhé. Câu 12, từ ngữ nói là từ sang đến. Đến nói câu 11 với câu 9, 10. Sang đến nói câu 12 với các câu 9, 10, 11. Câu 13, từ ngữ nói là từ nào? Từ nhân, các con nhé. Còn câu 14, từ ngữ nói là từ nào? Mãi đến. Vậy từ nhân nói câu 13 với câu 12, nói đoạn 6 với đoạn 5, mãi đến nói câu 14 với câu 13, các con nhé. Câu 15 và câu 16, câu 15 từ ngữ nói là từ nào? Từ đến khi. Câu 16 là từ rồi. Vậy từ đến khi nói câu 15 với câu 14, nói đoạn 7 với đoạn 6. Từ rồi nói câu 16 với câu 15, các con nhé. Cô nhắc lại. Đoạn 1, từ nói là từ nhân, nói câu 3 với câu 2. Tác dụng nói là nói hai câu lại với nhau. Đoạn 2, từ ngữ nói là từ vì thế, nói câu 4 với câu 3, nói đoạn 2 với đoạn 1, nói hai câu đoạn lại với nhau. Đoạn 3, từ ngữ nói là từ nhân và từ rồi. Từ nhân nói câu 6 với câu 5, nói đoạn 3 với đoạn 2. Còn từ rồi là nói câu 7 với câu 6. Tác dụng nói của câu 6 với câu 5, đoạn 3 với đoạn 2 là nói hai câu đoạn lại với nhau. Còn câu 7 với câu 6 thì nói hai câu lại với nhau. Ở đoạn 4 có từ nói là từ đến. Nói câu 8 với câu 7, nói đoạn 4 với đoạn 3, nói hai câu đoạn lại với nhau. Ở đoạn 5 từ nói là từ đến và từ sang đến. Từ đến nói câu 11 với câu 9 và 10. Tác dụng nói là nói 3 câu lại với nhau. Sang đến nói câu 12 với các câu 9, 10, 11. Nói 4 câu lại với nhau. Đoạn 6 có từ nói là từ nhưng, mãi đến. Câu 13 với câu 12, đoạn 6 với đoạn 5. Tác dụng nói là nói hai câu đoạn lại với nhau. Còn từ mãi đến nói câu 14 với câu 13,
Tác dụng là nói hai câu lại với nhau. Bây giờ cô và các con sang bài tập số 2. Mẫu chuyện vui dưới đây có một chỗ dùng sai từ để nói, em hãy chữa lại cho đúng. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Mẫu chuyện vui có một chỗ dùng sai từ để nói, em hãy chữa lại cho đúng. Các con lật sách trang 99 cùng dò bài với cô mẫu chuyện vui. Bố ơi, bố có thể viết trong bóng tối được không? Bố viết được, nhưng bố hãy tắt đèn đi và ký vào sổ liên lạc cho con. Minh Châu sưu tầm. Ở bài tập này, cô cho các con 3 phút tìm cho cô chỗ dùng sai là từ nào và hãy chữa lại cho đúng. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Từ nói dùng sai là từ nhưng các con nhé. Bây giờ cách chữa. Các con có thể thay thế từ nhưng bằng từ vậy, vậy thì, nếu thế thì, nếu vậy thì đều được. Cô nhắc lại. Thay từ nhưng bằng từ vậy, vậy thì, nếu vậy thì, thế thì, nếu thế thì đều được các con nhé. Cô làm cho các con nghe một lần. Cô thay bằng từ vậy. Bố ơi, bố có thể viết trong tối được không? Bố viết được. Vậy bố hãy tắt đèn đi và ký vào sổ liên lạc cho con. Các câu còn lại cũng tương tự như vậy. Cô đã giúp con giải quyết bài tập số 2 rồi. Trước khi kết thúc bài học, cô muốn dặn dò các con xem lại bài để tiết sau ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi các con nhé. Tiết học chúng ta đến đây là hết. Chúc các con chăm ngoan học tốt. Hẹn gặp lại các con ở tiết học sau. Chào tạm biệt các con.